Rồi, hôm nay mình đãi mì xào giòn đồ biển. Nhưng mà mình muốn cho cái màu nó đẹp, thành thử mình lấy mấy cái ớt chuông, ớt màu đồ này nọ. Rồi, lần này mình đổi là có bắp đồ này nọ ha. Với đậu. Đậu gì đó. Đậu cô ve, đậu hòa lan á. Đâu rồi ta? Cái đậu hòa lan nè. Đó là vậy. Đồ biển, tôm, mực, scallop, chả cá nè, mực chưa cá. Dọn đây. Mình làm ổ chim á, mình lấy cái vợt á, nó đang lên cái mì nổi lên, cái mình nhúng cái vợt xuống cái nó lủng một cái lỗ giống như cái ổ chim nè. Nhưng mà làm cái đó thì phải mì nhiều, mì nhiều thì sợ nó ngán. Nên mình không làm ấy, mình lấy cái này cái nửa giắt à, nửa giắt mì nè. Còn cái này thì phải cả giắt lận. Còn cải ngọt để bỏ vô chung mì xào giòn á thì mình để riêng, mình luộc ở ngoài thì nó mới xanh vậy. Mình bỏ vào chung mình sợ nó nhão. Mà tại vì mình không có ăn hết một lượt. Mình đưa ra ăn tới đâu mình bỏ vào tới đó. Nhìn cái nồi súp nhum sức để bỏ vô mì xào giòn thấy hấp dẫn ha. Hấp dẫn dễ sợ. Có nấm nữa, nấm nấm đùi gà nhìn nó giống như scallop vậy ha, sò điệp á. Thì đây cũng có scallop đây, rồi cái chả cá mà đậu hũ, rồi chả cá viên. Rồi mực. Mực nữa. Rồi. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Mình dùng cái đồ vợt này nè. Mình bỏ vô đây. Thấy không? Đó. Thì nó mới thành cái tổ chim. Là vậy. Đó. Mình có cái video clip của mì xào giòn làm đồ biển rồi ha, mì xào giòn đồ biển rồi. Nhưng mà lần này mình có làm tổ chim thì mình nó nổi mì lên đó, xong cái mình ấn cái này nó xuống là nó lủng một cái lỗ chỗ đó. Có gì mình sẽ để cái link cái mì xào giòn đồ biển ha. Mình đi ferry qua cái đảo đó, bên bên cái Staten Island. Đây là cái chỗ này. Đây có Staten Island Ferry là phà đó. Trong lúc chờ anh Quỳnh tới đậu xe. Đó là cái trạm xuất quầy, xa xa là trạm xuất quầy. Đó là cái cửa lên thứ nhất, đây cũng cửa nè, cửa lên nữa. Rồi cái bến phà của mình là nằm ở rồi mình đi ngang qua là cái phà nó sẽ đi ngang qua cái tượng đường nước tự do, với mình quay ngược lại mình chụp hình cái downtown của lưng. Đó, để che lấn vô.
Không, mà lần đầu tiên á. Đó tới rồi đó. Rồi đến chỗ con tường tường á, ai muốn coi suối là chỗ mà stock exchange á, chứng khoán á, là sờ đó. Đây nè. Này đãi khách Canada với lại Cali, bạn hồi trung học, nên mình có mít dừa với mì xào giòn, nem chua, còn này là bánh ú lá dứa, bánh ít lá dứa nha, bánh ít lá dứa nhân dừa đó, còn tôm, tôm là để cuốn gỏi cuốn, rồi mình chấm tương đây nè, chấm tương, đó, đậu phộng, nước mắm để ăn với bún, bún thịt nướng. Còn cái rất là ngon luôn. Còn gì? Cái cải ngọt là để ăn với lại mì xào giòn. Đấy. Này rau thơm, hẹ nhà trồng. Chả giò ăn với bún bún thịt nướng. À, để đi lấy đi 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 coi bún thịt nướng ở đâu đây. À, chưa có bưng. À, cái này là mì xào giòn. Đây bún thịt nướng đây, thịt nướng đây.
để cho mình.